tiếp tục học môn âm nhạc và chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 12 của chủ đề 5 Sắc Xuân Quê Hương. Cô mời các con mở sách giáo khoa ra nhé, chủ đề 5. Rồi. Trước khi bắt đầu vào bài học thì cô với các con cùng nhau chơi một trò chơi có tên là thử thách trí nhớ. Trò chơi này rất là đơn giản, cô sẽ đàn một đoạn ngắn. Các con nhắc lại cho cô bằng âm la. Được chưa? Cô sẽ đàn qua 2 hoặc 3 lần. Các con cố gắng la nhỏ trong miệng rồi sau đó sẽ giơ tay đọc cho cả lớp cùng nghe. Giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các con nghe câu đầu tiên. Các con nghe lần thứ hai. Rồi, cô mời một bạn. Cô mời con. Rồi, nó vẫn hơi chưa chính xác lắm. Cô mời một bạn khác thử xem. Cô mời bạn nào? Cô mời Thịnh. Dạ đúng cô. La la la. Đúng rồi, cả lớp chào. Thank you.
Rồi, các con nghe có thấy hay không? Hay. Trong trò chơi lúc đầu á, thì những cái câu mà cô đàn cho các con á, là những câu gồm những nốt là La, Do, Re, Mi, Sol là thang năm âm. Và bài đọc nhạc này cũng sử dụng thang năm âm đó. Và bài các con nghe á, thì giai điệu rất là trữ tình và trong sáng đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về bài tập đọc nhạc số 4 này. Cô mời các con sử dụng những cái bảng con và viết ở trên bảng để trả lời cho cô những câu hỏi này. Bây giờ câu đầu tiên, cho cô biết là tính chất âm nhạc của bài đọc nhạc số 4 là như thế nào? A. Vui tươi dí dỏm. B. Trữ tình mộng mơ. C. Trong sáng trữ tình. 1, 2, 3. Tổ bên đây là chọn C. C. Ồ, bên đây cũng chọn C luôn. Rồi, các con sẽ coi kết quả như thế nào nhé. C đúng rồi, và tính chất của bài hát này là trong sáng và trữ tình. Chúng ta qua câu số 2. Điền vào chỗ các dấu chấm. Điền vào các dấu chấm bằng phương án A, B, C. Bài đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp chấm chấm chấm. Mỗi nhịp có chấm 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 phách, mỗi phách bằng một nốt chấm chấm chấm. Các con trả lời A, B, C. Rồi, xong chưa? 1, 2, 3, và giao bảng. Câu A, các bạn trả lời là nhịp 2, 4, 2 phát nốt đen. Hầu như bạn nào cũng trả lời giống nhau. Vậy thì đi cô xem câu trả lời nhé. Rồi, chúc mừng các bạn. Các bạn đã đoán đôi và đã điền đúng rồi. Câu đây là nhịp hai bài và nhạc số 4 được viết ở nhịp 2-4. Mỗi nhịp có 2 phát và mỗi phát bằng 1 nốt đen. Các bạn đã chính xác. Chúng ta qua câu số 3 nhé. Các trường độ có trong bài đọc nhạc số 4 là A. Trắng, đen, móc đơn. B. Trắng, đen, móc đôi. C. Trắng, đen, chấm vôi, đen. Và D. Trắng, đen, chấm vôi, đen, móc đơn. Các bạn xem trường độ của các bài trong nốt. Chúng ta bước qua câu số 3. Các trường độ có trong bài đọc nhạc số 4 là A. Trắng, đen, móc đơn. B. Trắng, đen, móc đôi. C. Trắng, đen, chấm vôi, đen. Và D. Trắng, đen, chấm vôi, đen và móc đơn. Cô mời các bạn. Các bạn có thể nhìn vào sách giáo khoa có bài tập đọc nhạc. Các bạn xem lại cho chính xác. Rồi chúng ta cùng nhau đưa đáp án. 1, 2, 3. Các bạn đều chọn D hết trơn à? Rồi mình xem đúng hay sai nhé. Rồi đúng rồi, lớp quá giỏi. Chúng ta qua câu tiếp theo, câu số 4. Tên các nốt có trong bài đọc nhạc số 4. Câu A, La, Si, Do, Re, Mi. Câu B, La, Do, Re, Mi, Son. Câu C, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Và câu D, La, Do, Re, Mi, Fa, Son. Câu này khó không? À, câu này nhiều bạn trả lời khác nhau. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị vô câu trả lời nha. 1, 2, 3. A có, B có, C có, D cũng có. Rồi, bây giờ thì câu này kết quả là gì? Bài đọc nhạc số 4 có bao nhiêu bè? Câu này dễ, các bạn quan sát trong sách giáo khoa của mình bài đọc nhạc. Câu 1, câu A là 1 bè, câu B 2 bè, câu C 3 bè và câu D 4 bè. Nhìn kỹ trong sách giáo khoa của các con nha, bài tập đọc nhạc số 4. Rồi, chúng ta cùng nhau đưa kết quả. 1, 2, 3. Câu B, câu B, câu A. Có người trả, có bạn trả lời A. Rồi, bây giờ mình coi kết quả. Đúng rồi, bài đọc nhạc số 4 hai có 2 bè. Bây giờ chúng ta bước qua phần tiếp theo, đó là chính
chúng ta sẽ chia bè và chia chia câu, chia tiết nhạc. Bây giờ cô hỏi các con là trong bài này, bài tập nhạc số 4 với bè số 1 thì có bao nhiêu câu, bao nhiêu tiết nhạc? Cô mời con. Thưa cô là có 4 tiết nhạc và 2 câu. Có 2 câu và 4 tiết nhạc. Vậy theo con tiết nhạc đầu tiên là mấy ô nhịp? Là 4 ô nhịp. 4 ô nhịp, rồi mình xem thử xem nha. Đúng rồi, tiết nhạc đầu tiên 4 ô nhịp đầu. Sau đó tới tiết nhạc số 2 và số 3, số 4. Cảm ơn con. Chúng ta thấy trên đây có 4 tiết nhạc và tiết nhạc số 1 và số 2 sẽ ghép lại thành một câu. Tiết nhạc số 3, số 4 sẽ ghép thành câu số 2. Chúng ta bước qua chia bè, chia câu của bè 2. Vậy thì giống như bè 1 thì bài này bè 2 có bao nhiêu câu, bao nhiêu tiết nhạc? Mời con. Dạ thưa cô là 2 câu và 4 tiết nhạc. 2 câu 4 tiết nhạc. Cũng giống như lúc nãy. Cảm ơn con, chính xác. Vậy thì hồi nãy các con nhìn sách giáo khoa. Các con xem lại sách giáo khoa. Bài tập nhạc trong bài tập nhạc số 4 trong sách giáo khoa. Vậy các con có nhận xét gì về bài 2? Các tiết nhạc quá ngắn hay là các tiết nhạc quá dài hay là các tiết nhạc giống nhau? Các con xem, con mời con. Các tiết nhạc giống nhau. Rồi đúng rồi, cảm ơn con, chính xác. Các tiết nhạc của bài 2 rất giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc thang năm âm nhé. Và các con kết hợp vừa đọc vừa gõ nhịp ở tay cho cô nhé, gõ phát ở tay. Bây giờ cô sẽ đàn một lần qua và các con lắng nghe, sau đó thì các con đọc lại. Mẫu số 1. Các con nghe được chưa? Rồi, bây giờ mình cùng bắt đầu nhé. 1, 2. La do re mi son la. Lần nữa nha. 1, 2. La do re mi son la. Rồi, rất là tốt. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua mẫu số 2. Vì câu này dài cho nên mình sẽ lấy hơi ở nốt rế, sau đó mình sẽ đọc xuống. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. La do re mi son la do re re do la son mi re do la. Rồi các con đọc rất là tốt. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ cùng qua luyện thang âm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc luyện đọc quãng theo các thang âm như sau. Vậy thì cô mời các con đứng lên đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc thang âm này. Các con có thể giữ nhẹ nhịp ở tay của mình nhé. Cô đàn mẫu cho các con xem. Ngay chỗ lá mình có thể lấy hơi, sau đó mình sẽ đi xuống lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Rồi,
vì là cái lớp cuối cùng là lớp trắng cho nên các con kéo dài ra một xíu ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại lần nữa nha. 1, 2. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua mẫu âm hình tiết tấu số 2. Các con xem cô làm mẫu. Rồi, được chưa? Chúng ta cùng nhau thực hiện. 1, 2. À, mình vẫn nhịp, mình chưa có đều lắm. Mình sẽ làm lại lần nữa nha. 1, 2. Rồi, cảm ơn các con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập đọc nhạc. Tiết nhạc sơ. Trước hết thì trước khi mình đọc nhạc thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc tên nốt nhạc nhé. Mình sẽ cùng nhau đọc bè 1. Các con đọc theo tiết tấu mình vừa đọc lúc nãy. Tiết tấu thứ nhất. Có nhớ không? Rồi, mình sẽ ghép tên nốt nhạc vào. Cô mời các con cùng đọc với cô. 1, 2. La đô rê, rê đô, rê đô la. Son la son mi, mi rê đô rê mi. La đô rê, rê đô, rê đô mi. Son la son mi, son đô rê đô la. Rồi cô nhận thấy là các con đọc nốt rất là tốt. Chúng ta vừa đọc 4 tiết nhạc của bè số 1, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua bè số 2. Bè số 2 thì cũng có 4 tiết nhạc, các con cùng đọc tên nói với cô nhé. Rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu. Mi, mi, son, la. 1, 2. Mi, mi, son, la. Son, la, son, mi. Mi, mi, son, la. Son, la, son, mi. Mi, mi, son, la. Son la son mi. Mi mi son la. Son la son mi. Như lúc đầu mình tìm hiểu bài đọc nhạc thì mình đã có nhận xét là 4 tiết nhạc của bài 2 đều giống nhau như lúc nãy mình vừa đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc từng tiết nhạc nhé. Cô sẽ đàn cho các con nghe. Mỗi tiết nhạc cô đàn 2 lần, các con đọc nhõng trong miệng, sau đó cô sẽ mời các con đọc nha. Vì lúc đầu thì mình có luyện thanh là đúng cao độ, nhưng mà bây giờ cô sẽ hạ xuống một cung để cho các con có thể đọc thoải mái hơn bài này, vì bài này cũng hơi cao nhá. Bây giờ các con lắng nghe. Các con lắng nghe 2 lần và các con đọc lại sau khi cô bắt nhịp nhé. Các con lắng nghe. Các con lắng nghe lần số 2. Bắt đầu. 1, 2. La do re, re do, re do la. Rồi rất là tốt, mình cùng nhau làm lần nữa nha. 1, 2. La do re, re do, re do la. Đúng rồi, các con hát rất là tốt. Chúng ta cùng nhau qua tiết nhạc số 2 nhé. Các con mời các con nhìn lên tivi. Câu tiết nhạc này. La, 1, 2. La, la, do, re. Re, do, re, do, la. Son, la, son, mi. Mi, re, do, re, mi. Rồi, các con đọc rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua tiết nhạc số 3. Tiết nhạc số 3, các con theo dõi. Các con lắng nghe và đọc nhẩm lại.
người số 2 nhé. Cả lớp cùng thực hiện. 1, 2. La la do re. Tiết nhạc số 4. Các con lắng nghe. Các con lắng nghe lần thứ 2. Rồi, cả lớp cùng đọc. Son, mô, hai. Son, la, son, mi. Ngồi thẳng lưng lên nè, mình sẽ cùng nhau đọc lại tiết nhạc số 4 nhé. Son, mô, hai. Son, la, son, mi. Son, do, re, do, la. Bây giờ cô với các con cùng ghép tiết nhạc số 3 và số 4 lại thành câu số 2. Các con cùng đọc nhé. La, mô, hai. La, la, do, re. Số 4 là ngay lại nhé. Và các con giữ nhịp ở tay khi đọc bài tập nhạc số 4 này. Bây giờ cô với các con cùng ghép cả bài tập nhạc số 4 lại nhé. Rồi, cô mời các con. La, mô, hai. La, la, do, re. Nhưng mà có trong đây vào tiết nhạc số 3 thì các con thấy có một cái quãng xa là từ đố xuống mì. À, các con chú ý chỗ đó cho hát cho chính xác hơn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập qua bè số 2. Lúc đầu mình nhận xét là bè số 2 này 4 tiết nhạc đều giống nhau. Vì vậy mình sẽ tập tiết nhạc 1 thôi, sau đó mình ghép cả 4 tiết nhạc của bè 2 luôn. Các con cùng nghe. Thì sẽ lớn ép bài 1 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cô sẽ chia cho nhóm tổ này đi. Các con sẽ hát bè số 2 và hai tổ còn lại thì các con hát bè 1 được chưa? Dạ được. Rồi. Bây giờ mình cùng nhau thử nha. 1 2
xíu nha. Xem các bạn quan sát nhé. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện 4 ô nhịp nhé. Rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu. 1, 2. Rồi, chỉ có 4 ô nhịp thôi. Làm lại lần nữa nhé. 1, 2. Cảm ơn các con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng mẫu tiết tấu lúc nãy gõ đệm cho bài đọc nhạc số 4. Cô mời nhóm chính giữa này các con sử dụng trống nhỏ để gõ đệm, còn hai nhóm còn lại thì các con sẽ cùng hát cùng đọc nhạc với cô nhé. Rồi chúng ta cùng nhau thực hiện. Bài đọc nhạc số 4 và cô muốn mời nhóm chính giữa sẽ dùng trống nhỏ các con gõ đệm theo bài đọc nhạc số 4 với âm hình tiết tấu mà lúc nãy mình cùng học nhé. Sau khi dạo thì lần thứ hai cô mời nhóm này dùng phách tre để gõ đệm, được chưa nào? Bây giờ cô mời cả lớp cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc bài đọc nhạc này. Thank you.
bài này rất là tốt. Chúng ta cho chúng ta chào chào pháo tay đi nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hô vang con slogan của trường Hậu Giang chúng ta nhé. Học sinh Hậu Giang học giỏi.